Bản này là một trong những phiên bản cạnh tranh với lại Honda Civic RS, sản xuất 2023, odo 11.000 cây. Giá siêu thị ô tô nọ chào bán là 700, odo 4 vạn, giá 465 triệu, ngang ngổ một em i10 morning bản giữa thôi. Đã được chủ người ta lên mặt ga lăng, lên cản trước của Raptor nè, và có những cái phần ốp cua xung quanh xe, giúp cho cái xe nhìn nó thể thao hơn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại là em Quang đây. Trong video ngày hôm nay em Quang sẽ quay và báo giá cho quý anh chị toàn bộ xe đang có tại showroom. Và nếu quý anh chị nào mà quan tâm một cái xe nào trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho siêu thị ô tô Hà Nội với số điện thoại là 0813 700 900 nha quý anh chị. Siêu thị ô tô Hà Nội là một trong những địa điểm chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, có cam kết và bảo hành đầy đủ cho quý anh chị ha. Rồi, ok, để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì em Quang xin mời quý anh chị cùng theo chân em Quang để xem những cái xe trong video ngày hôm nay. Và một lần nữa em Quang xin nhắc lại địa chỉ của siêu thị ô tô Hà Nội là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, một em xe đầu tiên Quang mang tới cho quý anh chị một em BMW Z4 bản R mui trần 2011 và đăng ký lần đầu là 2012. Đây quý anh chị, rất là đẹp. Xe này thì cũng đã được chủ người ta lên đèn, lên mâm, lên bô, có cảm biến trước sau, rửa đèn nè, máy 2.0, máy xăng, odo 6 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá 990 triệu nha. Bản mui trần, có màn hình ha, khi mình để máy lên màn hình nó sẽ đưa lên nha quý anh chị. Xe khá là đẹp quý anh chị ạ. Đây phần đằng sau Z4 nha quý anh chị. Em em đóng cốp không chặt này. Rồi, ok. Em này BMW Z4 giá 990 triệu 2011, odo 67.000 cây, nhập Đức chuẩn cho quý anh chị 67.000 cây ha. Tiếp theo, quay mang tới cho quý anh chị là một em Hyundai Kona, máy xăng tiêu chuẩn, giá thành cũng khá là ok. Em này odo chỉ mới có 13.000 cây quý anh chị, và giá chỉ hơn 500 thôi, cụ thể là 535 triệu. À sorry anh chị, 49.000 cây ha. Em quay odo thì nói chung là odo không nhớ, chị thông cảm ha, nhưng mà giá thành rất là rẻ. Đây sản xuất 2021 nè, odo 49.000, giá 535, xăng tiêu chuẩn, tức là bản tiêu chuẩn thôi, nhưng mà đồ chơi bên trong xe cũng khá là nhiều, mâm miết đồ này nó còn rất là đẹp. Đây có dán phim nè, đây là nội thất xe, có ga tự động, có auto đèn, có driver mode, cần số, ghế da này lên nha quý anh chị. Zin của nó dòng này là ghế nỉ. Sau đây anh chị, zin của các phiên bản này là ghế nỉ ha. Kona xăng tiêu chuẩn giá 535, màu đỏ rất đẹp, có cảm biến lùi, cam lùi, màn hình đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo một em xe Hyundai Accent bản đặc biệt, bản này là bản mắc nhất trong mẫu này, 1.4, có cửa sổ trời, giá thì chỉ có 485 triệu thôi, odo 30.000 cây. Hãy xe rất đẹp, nước sơn màu đen, cửa sổ trời, rồi kể cả cửa kính cũng có dán phim cách nhiệt đây. Nội thất đây quý anh chị, chuẩn chỉ bao đẹp, có ga tự động, ô tô đèn, ô tô gạt mưa, cần số, số tự động, màn hình. Đấy. Em này thì giá rất là rẻ, 485 thôi, ngang ngổ một em i10 morning bản full thôi. Mà quý chị mua xe này mua mới giá phải khoảng lên quanh 600. Đấy, rất là đẹp ha quý chị, màu đen. Tiếp theo đây một em Peugeot 2008 GT Line 2022. Em này hiện tại đang được siêu thị ô tô nội chào bán với mức giá 695 triệu. Em này là odo 1 vạn nha. Đúng không? 35.000, em quay nhầm hoài, không có nhớ cái odo, quý vị thông cảm. 35.000 cây đó, giá 695 triệu ha, 208 GT Line 2022 đây đó. Xe rất là đẹp, form dáng của nhà Peugeot thì quý vị không còn gì phải lo rồi. Ai bản full này là chúng ta sẽ có luôn cả đèn viền nội thất nè. Nội thất em này khá là đẹp, đây là một trong những em hatchback cỡ lớn, ngoài khá là rộng rãi và thoải mái.
Đó, cảm biến lùi, cam lùi. Kona cũng là của hatchback luôn đúng không chị? Là form hatchback đúng không? Hay là Kona là form SUV cỡ chung quý anh chị? Quý anh chị nào biết gì để lại một phần bình luận bên dưới nha. Rồi, một em xe đến từ hãng Ford. Ford EcoSport 1.5 Titanium, sản xuất 2020. Odo em này là 4 vạn. Đây quý anh chị, 46.000 cây, giá 498 triệu. Đây là một trong em xe rất là thích hợp với các cặp vợ chồng son mua về có cái xe để đi gia đình, chở baby nhỏ, có con nhỏ. Quá đẹp, quá đã quý anh chị ạ. Rồi, 498 triệu. Hyundai Tucson 1.6 Turbo, bản cao nhất, có cửa sổ trời panorama, có cảm biến trước sau, có rửa đèn. Giá 685 thôi, 2018, Odo 6 vạn. Nội thất đây quý anh chị, có ga tự động nè, ô tô đèn nè, tuần số driver mode đầy đủ hết nha quý anh chị ha. Rất là đẹp, mọi thứ còn rất là mới. Cửa sổ trời đây, cho quý anh chị xem cửa sổ trời, ghế sau trước nè, cửa sổ trời nè. Đó, có cả cảm biến lùi, cam lùi và cấp điện luôn nha quý anh chị. Rồi, màu trắng khá là đẹp ha. Rồi, ok quý anh chị, tiếp theo em Mazda CX-30, nhưng mà xe này thì đã nhận cọc rồi nên là em quay sẽ không quay em này ha. Hyundai Elantra N-Line, em xe duy nhất trên thị trường luôn quý anh chị, trên thị trường xe đó là sử dụng ha, phiên bản N-Line này. Bản này là một trong những phiên bản cạnh tranh với lại Honda Civic RS, sản xuất 2023, Odo 11.000 cây. Giá siêu thị ô tô nọ chào bán là 725 triệu. Còn siêu nè quý anh chị, xe khá là đẹp. Đây quý anh chị, nội thất rất là đẹp ha, công nghệ dán phim dành rất là thể thao, có cả đùi gió đây. Đấy, quá đẹp luôn. Rồi, 725 triệu cho em xe đó. Tiếp theo, siêu thị ô tô nội mang tới cho quý anh chị là một em Peugeot 5008 GT Line 2022, Odo 4 vạn, giá đang được chào bán là 960 triệu cho em xe này. Bản này máy xăng, động cơ 1.6 turbo, chạy cũng rất là tiết kiệm, 7 chỗ, ngồi rộng rãi nè. Nói chung là rộng thì ngồi nó được 7 người thôi, nhưng mà bên trong thì cái hàng ghế sau cùng cũng không rộng lắm đâu quý anh chị, vừa đủ thôi. À, có ghế máy xa ha, bản GT Line cũng là sẽ có ghế máy xa, 1.6 turbo ha, 960 triệu. Tiếp theo một em Kia Sorento Signature máy xăng 2022, Odo 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 980 triệu nha quý anh chị. Cho quý anh chị xem bên trong nội thất đây. Quá đẹp, âm thanh giải trí là Bose. Đây, 980 triệu, tất cả xe đây đều có bảng giá hết nha. Và những cái xe ở đây thì quý anh chị cứ yên tâm, quý anh chị nào mà tài chính hơi yếu muốn tìm một cái xe mà mình mua qua ngân hàng thì cứ thoải mái, em qua hỗ trợ ngân hàng hết cho quý anh chị luôn. Sản xuất 2017 đổ lên thì hỗ trợ được ngân hàng hết cho quý anh chị ha, 70% trong 5 năm, ưu đại lãi suất năm đầu, hiện tại đang giảm xuống còn có 9%, 10% trong một năm thôi. Hoặc là đối với những khách hàng nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì siêu thị ô tô Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị một cái lãi suất tốt hơn, đó chính là 7.5% cho 9 tháng. Đấy, một trong những cái lãi suất rất là thấp, chỉ 9 tháng thôi. Đấy, và mình hỗ trợ được 5 năm nha quý anh chị, mấy năm sau thì là mình thả nổi theo biên độ thôi. Rồi, và một điều nữa là quý chị hãy cam kết với siêu thị ô tô Hà Nội là không bị nợ xấu, còn lại 63 tỉnh thành siêu thị ô tô Hà Nội lo hết cho quý anh chị luôn. Rồi, tiếp theo đây một em Hyundai Santa Fe máy xăng premium 2020, Odo em này là bao nhiêu quý anh chị? Em này là 3 vạn, 36.000 cây. Đó, nội thất đây,
siêu đẹp cho quý anh chị ha. Tất cả các xe ở đây đều là odo chuẩn hết nha. Xe nào mà odo không chuẩn thì quay sẽ báo cho quý anh chị ha. Và bên em quay thì thường như là mua xe giáp chủ nên là ít khi nào mà xe odo không chuẩn lắm. Thường chỉ có những cái xe mà của anh em cò lái người ta giống như em quay mua lại của bên cò lái á, thì nhiều khi những cái odo đó mình sẽ không dám tua, hay là chủ trước người ta làm như thế nào thì mình cũng không có rõ. Đấy, thì khi mà mình giáp chủ thì mình sẽ dễ dàng hơn. Nên là những cái xe, không cái số xe mà mình thấy cái chiếc xe đẹp nhưng mà cái odo nó lại không chuẩn thì mình vẫn sẽ sẵn sàng bán, vẫn sẵn sàng nói với quý anh chị thôi. Quan trọng là cái chiếc xe nó không bị tai nạn cứng đụng, không ngập nước vào động cơ, số nguyên zin. Và cái giá thành mình cũng sẽ bán theo đúng cái giá xe gọi là odo không chuẩn đó. Ha, hay là như mà em quan tra được lịch sử là để chuẩn cái odo, quan mà sẽ tua đẩy cái đồng hồ lên lại để cho đúng với cái đồng hồ của xe. Rồi ok quý anh chị, 885 triệu để sở hữu ngay cho mình một em Hyundai Santa Fe xăng Premium 2020 này. Tiếp theo, một em Hyundai Santa Fe xăng tiêu chuẩn. Tuy là bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà chủ người ta khá là yêu em xe này. Lên cho một cái bộ cam 360 nè, màn hình ZTAC nè, có cả hút kính nè, mà giá này chỉ có 965 triệu thôi. Ngoài ra hãng còn ưu ái cho cái dòng xe, cái phiên bản này, bộ loa Hamakadon không có bị cắt mất đi ha quý anh chị. Quý vị thấy chưa, rất là đẹp. Tuy là đi tiêu chuẩn thôi nhưng mà vẫn rất là ok. Màn hình ZTAC em này là phải lên hơn 50 triệu tiền đồ chơi. Giá 965 triệu cho em xe này. Chevrolet Captiva LTZ 2017, odo 4 vạn, giá 465 triệu, ngang ngửa một em i10 Morning bản giữa thôi. 465 triệu nha quý anh chị. Ai, odo 4 vạn. Nội thất khá là đẹp. Công nghệ thì rất là nhiều, có luôn cả cửa sổ trời, dán phim cách nhiệt. Triệu cho em Chevrolet Captiva LTZ này. Tiếp theo một em Toyota Fortuner máy dầu AT một cầu 2022, odo em này là 27.000 cây, và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 010 triệu. Đây, nội thất bên trong đây, xe rất là đẹp, phun mới nha quý anh chị, 22 phun mới ha. Quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo một em Bentley Continental Flying Spur 208 và đăng ký lần đầu 2010. À, xe nhập Anh, odo 4 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 200 triệu cho em xe này. Động cơ W12, máy 6.0, bốc sướng xe sang, đến từ Anh Quốc, 46.000 cây. Đấy, xe nội thất rồi, em này là 4 chỗ thôi, rất là sang nha quý anh chị. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường ha, đời máy một phát là lên luôn. Sau khá là đẹp. Ở đây có một cái nút sưởi kính nữa, sưởi kính đằng sau. Đối với thời tiết bên nước ngoài thì cái việc mà ngồi ở bên trong xe trời lạnh á thì nó sẽ bị hấp hơi lên kính ha quý anh chị, nên là có cái nút sưởi kính ha. Rồi, khá là đẹp. Em này đã nhận cọc rồi. Một em Mitsubishi Pajero máy dầu AT một cầu 2021, odo 22.000 cây, và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 895 triệu cho em xe này. Cảm biến trước sau, hai mươi hai ngàn cây đây. Ghế tài chỉnh điện ha, ghế phụ hình như là chỉnh cơ thì phải, đúng không quý chị? À, chỉnh điện luôn, ghế phụ chỉnh điện luôn nha.
có phanh tay điện tử nè, nội thất khá là thơm đẹp. Giá 895 triệu cho em xe này thôi. Odo 21.000 cây. Dầu AT một cầu là một trong những em xe mà rất là được cơ quan chức năng giao thông người ta tin dùng ha. Pajero à, quá đẹp. Form dáng thì không còn gì phải bàn cãi. Tiếp theo đây là một em Hyundai Santa Fe xăng cao cấp premium 2021, giá 1.055 triệu cho em xe này. Máy xăng premium màu đen rất là đẹp. Hay xe có một cái vết mà mớp nhẹ ngay chỗ này thôi, có sao nói vậy, không có dấu diếm quý anh chị. Đây nội thất bên trong thì khá là đẹp đây, ghế chỉnh điện luôn, phanh tay điện tử nè, có adaptive cruise control nè, 4 chế độ lái, màn hình vẫn còn siêu nè, có cả hút kính luôn nha quý anh chị. Rồi à, còn siêu cửa sổ chờ panorama toàn cảnh đấy, rất là đẹp. Xe thì quý anh chị cứ yên tâm ha, những cái xe ở đây bảo đảm cam kết hết cho quý anh chị, không tai nạn, không cứng đụng nha, không ngập nước vào động cơ hộp số nguyên zin, bảo hành cho quý anh chị đầy đủ. Tiếp theo đây là một em Ford Everest Titanium, máy dầu một cầu, máy dầu hai cầu 4WD 2021. Em này Odo 5 vạn đã được chủ người ta lên mặt ga lăng, lên cản trước của Raptor nè, và có những cái phần ốp cua xung quanh xe giúp cho cái xe nhìn nó thể thao hơn. Giá là 1.020 triệu thôi, ngày xưa mua này giá phải 1.4 hơn, bây giờ còn có 1.020. Bản hai cầu mà nhập Thái nè, xe rất là đẹp. Đây, có luôn cả đề nổ từ xa, ghế da không một vết nhăn, auto đèn, có ga tự động nè, có giữ làn đường nè, đó 5 vạn ha, auto gạt mưa, có Apple CarPlay, Android Auto, cần số nè, DS nè, có luôn cả những cái chế độ lái chỉnh cầu nè. Cửa sổ chờ panorama toàn cảnh. Xe này hiện tại thì đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá chỉ có 1.020 thôi. Anh còn siêu, xe quá đẹp. Mức độ trang nhiên liệu này rất là tiết kiệm, 6.9 lít 100 cây. Máy dầu 2.0 bi-turbo, có một cái cổng sạc 230V ở đằng sau. Đối với những cái xe SUV gầm cao bây giờ hầu như ở đằng sau có một cái cổng sạc 220V, 230V để quý vị sử dụng điện gia dụng ha, khá là ok phết. Đó, cảm biến lùi, cam lùi, cốp điện 4WD quá đẹp, không còn gì phải bàn cãi rồi. Rồi ok quý anh chị, thì siêu thị tôi nói xin nhắc lại, xe này là Ford Everest Titanium, máy dầu hai cầu 2021, Odo 5 vạn, có cam 360 chủ người ta lên thêm nè, có bi-turbo nè. Giá này được chào bán là 1.020 triệu cho em xe này. À, quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ nhấc máy liên hệ cho siêu thị ô tô Hà Nội nha, 0813 700 900. Rồi ok quý anh chị, và một vài em xe đang trên đường về, như là một em Lexus NX300, một em Lexus ES250, và một vài em xe đang nằm bên sửa như là Carnival nè, Corolla Altis bản V màu trắng nè. À, thì quý chị nào mà quan tâm những cái xe đó thì có thể liên hệ ngay cho siêu thị ô tô Hà Nội, hoặc là xem ở trên fanpage của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Fanpage siêu thị ô tô Hà Nội là siêu thị ô tô Hà Nội đó quý anh chị, hãy lên để xem. Rồi, xe cộ đồ quá ok, quá nhiều luôn, cam kết đầy đủ hết cho quý anh chị. Rồi, và địa chỉ của siêu thị ô tô Hà Nội hôm qua sẽ nhắc lại là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Siêu thị ô tô Hà Nội nhưng mà nằm giữa lòng Sài Gòn nha quý anh chị. Và đó là toàn bộ những xe mà siêu thị ô tô Hà Nội mang tới cho quý anh chị trong video ngày hôm nay. Thì nếu quý chị thấy video này hay, cho siêu thị xin một like, một share, một lượt đăng ký, và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị. À, và một điều nữa là siêu thị ô tô Hà Nội có cả gara ô tô Hà Nội nha, đạt chuẩn để làm bảo hiểm, bảo dưỡng, detailing, spa. Quý chị nào mà đang có nhu cầu làm bảo dưỡng, bảo hiểm, detailing, spa cứ đến thẳng gara ô tô Hà Nội nha quý chị.
Rồi, ok quý anh chị, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại quý anh chị video tiếp theo. Bye bye.